thưa quý khán giả vào khoảng 10 giờ trưa nay thì một trụ điện trên đường võ văn kiệt đoạn gần ngã tư võ văn kiệt nguyễn đệ phường an hòa quận ninh kiều bất ngờ bốc cháy theo người dân trụ điện nằm phía trước một quán ăn và một nhà dân trên đường võ văn kiệt bỗng dưng bốc cháy dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ lửa sau đó cháy lan theo đường dây điện khiến nhiều người trong quán ăn hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài nhận tin báo lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt khống chế ngọn lửa và cô lập nguồn điện theo điện lực ninh kiều nguyên nhân cháy trụ điện do chạm chập dây điện và cáp diễn thông đơn vị đang phối hợp khắc phục sự cố để kịp thời cấp điện lại trong ngày cho khu vực này